Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua và rạng sáng nay ngày 9 tháng 6, mưa rào và dông đã xuất hiện nhiều nơi trên khu vực tỉnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 21 đến 144mm. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện Phú Ninh, Yên Lập, thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ bị thiệt hại nặng hơn với 41 ngôi nhà bị ngập, 2 phòng học bị tốc mái, hàng trăm mét tường rào và 1 hecta cây trồng lâu năm bị đổ, gần 6 hecta ao cá bị tràn bờ và nhiều thiệt hại khác. Ước tổng thiệt hại khoảng 1 tỷ 130 triệu đồng. Mưa nhiều thì cũng đã giúp cho bầu không khí dịu đi cái nóng. Sang đến sáng ngày hôm nay thì mưa đã giảm hẳn và có nắng đan xen. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 29 đến 32 độ, còn độ ẩm dao động từ 71 đến 75%. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các nơi trong tỉnh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên nhiệt độ tăng và độ ẩm giảm. Mưa xảy ra bất chợt trong ngày, nhiều nơi mưa to đến rất to, đặc biệt từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, khả năng lại xảy ra một đợt mưa dông trên khu vực tỉnh. Người dân ở khu vực đồi núi cần đề phòng với lũ quét và sạt lở đất. Nếu thấy những dấu hiệu như mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, nghe thấy âm thanh lạ hay tiếng nổ lớn, hãy ngay lập tức thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và không trú mưa tại các lán trại ven chân đồi núi. Còn bây giờ là phần dự báo thời tiết bao vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ. Vùng đồi Trung Du, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Và vùng đồng bằng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.